Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy nói lớp này vắng hơn phải mấy bữa phải không? Thấy mùa du lịch rồi đó hả? Lên đài. Quay phim rất là nhiều đúng không? Của thợ quay phim với mình với làm. Đang vậy, con làm sao? Tại vì làm sao chúng ta sẽ kiểm tra để chúng ta nghỉ lâu mà. Tại vì chúng ta nghĩ tới môn của thầy nghỉ cũng đã hơn nửa tháng gặp lại. Tại vì tuần này học đúng không? Tuần sau học tiếp tục. Thế rồi chúng ta học liền thì cũng mệt. Thôi kiểm tra cái đi. Tại hôm nay chúng ta tiết này là 13 tiết rồi đó. Tuần sau kiểm tra. Bữa nay cho nè. Quý vị cứ yên tâm đi, môn của thầy chưa bao giờ có bài nhiều hết trơn. Chỉ có 4 cuốn sách này chứ mấy đâu mà. Môn của thầy là ít bài nhất. Giáo thọ phát ra nguyên cuốn dày này, có bao giờ thì bác nói người Việt là hết cuốn dày này đâu. Nghe nói sinh viên hay đúng không? Chưa bao giờ mở ra đọc luôn. Mình mở ra kinh, mình mở ra mình đọc thì mình sẽ thấy có những bài á có thể là không có được học, nhưng mà đôi lúc nó sẽ là thích hợp với mình. Không, nếu đó, Đức Phật nói á, là kinh Phật đó là 84.000 pháp môn, mấy bài nào cũng hợp á, thì chưa chắc. Thì đúng là có mình trong đó, nhưng mà nghĩa là đôi lúc có bài thì đối với cái người này thì sẽ thích hợp hơn, đối với người khác sẽ không thích hợp mà. Không có nghĩa là giáo lý Đức Phật nó không có đúng. Và giáo lý Đức Phật á, vì nhớ lúc mà thầy thì hay, nó là bài cũ lắm. Ví dụ bài kinh, ví dụ dấu chân voi đi, nó là một cái bài kinh nó cực kỳ hay trong kinh Trung Bộ đó. Thì sao? Thì mình học bài kinh nào là mình cũng thấy bóng dáng trong đó. Thì bài kinh nào nó cũng hay hết trơn á. Nhưng mà chúng ta kêu à, bài kinh nào cũng thích hợp mà mình không đọc thì sao? Nhưng mà nếu chúng ta có thời gian thì quý vị cố gắng mình mở ra đọc. Bởi vì á, cuốn sách quý vị cầm trên tay á,
đâu có được in ở bên đây đâu, được công khó mang từ Việt Nam, từ từ Việt Nam qua đây đấy. Còn hôm nay chúng ta cầm một cuốn sách chúng ta học, ta nghĩ nó nhiều quá chúng ta không học thì sao? Uổng công của người mang qua. Đúng rồi, thì quý vị nói cuốn sách này thật sự á, nó đọc hết á, thì cũng rất là tốn nhiều thời gian. Nhưng mà thầy kia thầy đã bỏ công ra, thầy hướng dẫn thầy đọc qua là thấy bài nào thích hợp thì mở ra thầy đọc cho quý vị nghe. Nhưng mà nếu quý vị không đọc lại thì sao? Nên đó, nói mỗi của một cuốn sách á, quý vị có thể đọc một lần, hai lần, ba lần, nhưng mà không có lần nào giống lần nào hết. Mỗi lần chúng ta cầm cuốn sách lên chúng ta đọc thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ khác đi một chút. Ngày hôm nay chúng ta học, ngồi trong lớp này chúng ta học kinh Tăng Nhất A Hàm. Hồi năm ngoái chúng ta học kinh Tăng Chi. Nhưng mà nếu quý vị cứ thử để nó chừng 5-3 tuần quý vị không đọc tới, hoặc là 5-3 tháng rồi 5-3 năm đi, ai còn có thời gian nhiều 5-3 năm đi, mình lật ra mình đọc, mình sẽ thấy cái sự của mình, hiểu biết của mình nó khác liền. Rồi quý vị thử so sánh mình ngày hôm nay, cái ngày mà mình mới bước vô trường này ấy, khác không? Khác nhau nhiều. Ngày mới bước vô cái trường này đi, quý vị cầm cái cuốn sách này mà lên mà quý vị đọc mà quý vị hiểu á, thì đó là một chuyện lạ. Nhưng mà ngày hôm nay quý vị mà lật cái kinh Nam Truyền ra mà mình vẫn còn chưa hiểu á, nghĩa là mình không hiểu được miếng nào luôn á. Chứ thầy không nên hiểu sâu thì lời kinh Phật thì mỗi chúng sanh nó có mỗi cái căn cơ khác nhau, cái trình độ khác nhau, nên không thể so sánh được. Nhưng mà thầy nói là nếu mà ngày hôm nay quý vị lật cái kinh Nam Truyền này ra, trong Bắc Truyền chúng ta đó thì kinh Tăng Nhất A Hàm là gì? Tiểu Tạng Thanh Văn đó. Mà quý vị lật ra mà quý vị đọc thì vẫn cảm thấy không hiểu gì thì nó uổng. Thì tại sao thầy phải nói như thế? Để cho quý vị thấy rằng là 3.5 năm có trôi qua rồi, chúng ta đi học nó không có uổng cái công của chúng ta. Bởi vì bây giờ đối với mỗi chúng ta lật một cái bài kinh ra đọc, mình sẽ tùy khả năng của mình hiểu. Nhưng mà ít ra là sao? Mình phải có khả năng hiểu đó. Chứ ngày xưa cứ mở cái sách ra đọc có thấy sao buồn ngủ quá. Bởi vì sao? Danh từ Phật học nhiều quá. Thầy đối với thầy không nói là hiểu biết gì sâu xa hết trơn. Ngày đầu tiên mà chúng ta đi học đó mà, ồ sao danh từ Phật học nó nhiều quá. Còn bây giờ thì nó cũng nhiều như vậy, nhưng mà mình đã biết được một số trong cái đó. Mà nếu quý vị đọc kinh Nam Truyền á, hay là Tiểu Tạng Thanh Văn này, quý vị sẽ nói dễ dàng hơn. Bởi vì sao? Thứ nhất là nhắc đi nhắc lại, thứ hai là Đức Phật không nói gì trên cao hết đó. Hôm trước nay quý vị học có thấy cái bài nào Đức Phật nói trên cao không? Tại mấy bài trên cao thì cắt hết rồi. Nói vậy thôi chứ không có. Tại vì mấy cái bài kia tại sao chúng ta không học? Tại lúc đó là có một đoạn kinh rất là dài, nhiều bài kinh Đức Phật lặp đi lặp lại là gì? Giới, định, tuệ, giới, định, tuệ. Thì những cái đó là cái căn bản lắm rồi. Nếu mà hôm nay mà chúng ta cứ học nữa, chúng ta lôi ra chúng ta học tới học lui tốt hết á. Nhưng mà quý vị ngồi trong lớp đó, cảm thấy sao? Buồn ngủ lắm, chán lắm. Cái ngày nào lên của ông thầy mới giới, định, tuệ. Nhưng mà bởi vì đó là cái gốc của Phật giáo thì mỗi người phải thấy cái gốc thì tự trang bị cho mình. Còn chúng ta sẽ học những cái bài kinh mà cảm thấy nó hơi là lạ chút để mình đắp bồi, vun bồi thêm cho kiến thức của mình. Nên khi mà chúng tôi đọc những bài kinh trong đây á, thì có những bài kinh ngày xưa mình cũng cứ mở miệng ra là mình nói răng vách vậy đó, nhưng mà thật sự mình không biết nằm trong kinh gì hết trơn. Tại vì sao? Chúng tôi ngày xưa cũng như quý vị vậy đó, ngồi nghe giảng thôi. Mà nghe giảng gì, nghe băng đĩa đó. Ngày xưa lúc mà mình mới với thầy mới vô chùa cũng đâu có chưa đi học thì cũng nghe băng đĩa, cũng như quý vị vậy đó, nghe các video, nghe mấy cái MP3 vậy đó. Ví dụ như cái bài kinh mà quý vị nhớ mà ông Nan Đà không, mà ông bay lên trời dẫn Đức Phật, dẫn đi qua cánh rừng, Đức Phật dẫn đi lên trời, giờ hỏi về trong kinh nào thì biết không? Ngày hôm qua mà hỏi chúng tôi không biết, nhưng mà hôm nay chúng tôi biết trong kinh này.
tại vì sao mình đã bỏ thời gian để mình đọc. Thật sự là nhiều lúc mình không có dành thời gian để mình đọc tại nó rất là nhiều. Nhưng mà nếu quý vị có cái cơ hội á, để quý vị ngồi đọc á, thì quý vị thấy có những cái bài kinh nó gần gũi với mình lắm. Nhưng mà hôm nay mình mới thấy rằng là ồ, nó nằm ở đây. Thật đôi lúc quý vị thấy à, cái bài kinh mà lúc nào ai cũng lấy ví dụ ông Nan Đà, cái cách tu của ổng ra vậy đó. Ổng vô chùa bởi vì sao? Vì bị ép thôi chứ ông đâu có muốn. Đó, thì cái câu chuyện đó đó quý vị, hình như là trong tất cả Phật tử ai cũng biết cái câu chuyện đó hết. Ông Nan Đà. Nan Đà là em cùng cha khác mẹ với đứa con. Đấy, cùng cha đó. Đó, ông Nan Đà. Thì à, trong tất cả Phật tử, trong tất cả học viên ai cũng biết câu chuyện đó hết trơn á. Và chúng tôi cũng biết từ lâu lắm. Và thấy câu chuyện đó y như là chỉ cần nghe qua một lần á thì nhớ cả đời. Trong quý vị giờ quý vị có thể kể câu chuyện đó văn phách cho tất cả mọi người. Nhưng mà giờ biểu tìm nó nằm ở đâu á, tìm ở đâu thì không ai biết hết. Tại vì đâu ai lật sách ra coi đâu. Và chúng tôi cũng như thế, đâu bao giờ mà lật sách ra coi đâu. Thì đó là bởi, đó là cái lý do đó tại sao mà mình kêu là sách nó quý. Bởi vì nhờ cái công của người mang qua, nhờ cái công của người mình đọc. Và đôi lúc chúng tôi cũng đọc lại cho quý vị những cái gì không có gì mới hết trơn á. Tại giờ mà nói mới thì cũng khó lắm. Mà quan trọng là mình ôn cố tri tâm để mình biết nhiều hơn nữa. Bài kinh hôm trước chúng ta học cái gì? Đó, ngày hôm trước chúng ta học được cái gì? Thì học thì kinh Nam Truyền dễ nhớ nhưng mà mau quên đó. Bởi vì sao chúng ta đôi lúc thầy nghĩ là đôi lúc chúng ta cũng dành ít thời gian quá, bởi vì chúng ta học nhiều môn học quá. Nên đó là cái bài đó là sẽ có trong thi đó, trong kiểm tra sắp tới. Yên tâm đi nha, thầy có cho chừng chục bài cho quý vị chọn không? Không, tự mình chọn hả? Là cứ để lên trường là cho luôn đúng không? Thì kia để chọn là khỏi cho bài trước. Cho bài trước về à, cái thầy cho chọn là sao? Về chọn đúng bài khỏi học gì hết. Như thế này này, nghỉ yên tâm đi, bài kiểm tra không có gì khó, thời giờ thầy cũng chưa ra đề nữa. Thì hôm nay chúng ta cứ học bài hôm nay trước đã. Hôm nay chúng ta sẽ học kinh trang 242. Bài kinh số 4 và bài kinh số 5. Hôm nay chúng ta sẽ học mấy bài kinh luôn. Tại vì kinh nào cũng hay hết. Công Nan Đà ở trong cái trang nào á, thì đánh dấu cái trang 287 đó. Đó là cái bài nãy thầy nói, tại bài đó chúng ta không có học, thầy chỉ giới thiệu cho quý vị thấy thôi. Cái bài kinh số 7, trang 287 đó. Thì quý vị sẽ thấy là khi chúng ta đọc cái bài kinh này thì có thể chúng ta không nhớ được cái gì nhiều, nhưng mà nhớ ông Nan Đà thì khi mà mình nói với ai á là mình biết nói cái kinh nào. À, kinh Tăng Nhất à. Đó là trang bài kinh 287 đó. Trang 287, bài kinh số 7. Ghi đó thôi, còn cho biết vậy, giới thiệu quý vị thôi. Đó là bài về nhà đọc. Hôm nay chúng ta đọc học bài kinh số 4. Trang 242.
Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo có hai pháp này ở thế gian thật là phiền não. Hai pháp gì? Tạo các gốc rễ khởi lên các oán thù, và lại không tạo hạnh lành, gốc của các đức này các tỳ kheo, đó gọi là hai pháp thật là phiền não. Cho nên này các tỳ kheo, hãy giác tri pháp phiền não này, và cũng nên giác tri pháp không phiền não. Các pháp phiền não thì hãy đoạn trừ, pháp không phiền não thì nên tu hành. Như vậy này các tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Đó là bài kinh này ngắn vậy thôi. Bài kinh này Đức Phật nói gì? Có hai pháp rất chi là phiền não. Còn chúng ta thường hay nghe nó là có hai cái pháp mà nghĩa là thiện và ác, nó đi dẫn tới quả báo. Chúng ta cứ học những bài kinh khác là gì? Thiện và ác là nó luôn luôn tới, nó là cái nhân, nhân thiện hoặc là nhân ác. Đức Phật chạy về nhân và quả thôi. Còn Đức Phật nói trong cuộc đời mà chúng ta bị phiền não là bởi hai cái gì? Đó là tạo các gốc rễ ác, khởi lên các oán thù, lại không tạo hạnh lành, gốc của các đức. Chúng ta học như thế nào đây? Nghĩa là bài kinh này chúng ta vẫn phân tích theo hướng nào? Làm như thế nào để chúng ta hiểu bài kinh này? Mà cái điểm nhấn mạnh ở đây Đức Phật cũng nhấn mạnh tới cái gì? Đức Phật nói phiền não. Đức Phật nói có hai pháp này thật là phiền não. Nghĩa là trong chúng ta không thấy được cái điều này. Bởi vì sao? Đôi lúc chúng ta làm điều ác nhưng chúng ta vẫn vui. Còn đây là bài kinh này Đức Phật đưa cho chúng ta một cái hướng hoàn toàn ngược lại. Là cái gì? Là phiền não. Khi chúng ta làm những cái điều ác thì chúng ta sẽ gặp phiền não. Có hai pháp này thật là phiền não. Nghĩa là Đức Phật đây, khi nào mình học lời dạy của Đức Phật, chúng ta học theo Đức Phật, chúng ta mới thấy được điều này. Còn nếu như chúng ta không học theo giáo lý của Đức Phật, chúng ta không sống với giáo lý của Đức Phật, thì chúng ta cảm thấy sao? Cảm thấy vẫn vui bình thường. Thì mới nói như thế. Thì Đức Phật mới nói là có hai pháp này thật là phiền não. Phiền não nó có giai đoạn, nghĩa là sao? Phiền não ở đời này và phiền não ở đời sau. Nghĩa là phiền não có thể là một cái trạng thái của khổ đi, thì đời sau chúng ta khổ đâu chúng ta chưa thấy, nhưng mà đời hiện tại chúng ta vẫn chưa thấy khổ. Có ai á mà ngày xưa còn sống còn trẻ mà chưa học vào giáo lý Đức Phật á, từng sát sanh đó, chắc cũng nhiều người lắm. Thầy không biết ai đấy, cả thầy cũng có nữa mà. Đấy, thì khi mà ngày xưa quý vị sát sanh, quý vị cảm thấy sao? Đôi lúc còn vui. Đôi lúc còn vui. Nghĩa là có người không vui thì bởi vì có người đó là có thiện căn nhiều. Đối với thầy ngày xưa thầy sát sanh cảm thấy nó là một chuyện bình thường. Tại vì thầy ở nhà nông, thầy là nông dân, thầy luôn luôn nói quý vị là thầy là nông dân từ nhỏ. Không, đối với thầy thì không có giết sâu, thầy nông dân. Nông dân là không phải liên quan tới lúa, thầy sống ở miền Đông là trồng cây công nghiệp không à, cao su, tiêu điều rồi không à. Nhưng mà nó là thầy ở rẫy đất, nhà ba mẹ cũng được mấy hectare rồi đó, mà không có làm nổi để rừng rậy á, để rậy để nó cỏ mọc nhiều. Mà ngày xưa khó khăn là cầm cái rửa phát bằng tay, ngày xưa ai có làm rẫy thì mới biết điều đấy. Nhưng mà thầy là hay đi chặt tre, trên bụi tre lo lo nó con rắn, người biết rắn lục đúng không? Ai cũng biết đúng không? Thì chính bản thân thầy thì giết cũng nhiều. Thì bởi vì sao? Nhà nông lúc đó ngày xưa còn nhỏ chưa hề biết gì về Phật giáo. Nhưng mà sau này lớn lên khi mà đã biết Phật giáo rồi đó, lúc đó mình nó cũng rớt xuống, cũng đi làm nó cũng thấy nó. Nhưng mà mình sẽ bắt nó mình bỏ chỗ khác. Không cắn đâu, nó có thể chết người đó.
Có thể là chết người phải chưa? Đấy thì con răng thì đối với thầy thì kể quý vị nghe về cuộc đời của thầy như thế. Bởi vì lúc mà thầy còn nhỏ, thầy gặp con rắn á, thầy đập nó chết thì còn thấy vui nữa. Đó. Tại cái thời điểm đó là bởi vì lúc đó mình chưa hề nghĩa là chưa hề biết gì Phật giáo. Thì ở đây Đức Phật nói thì sao? Có hai pháp này thật là phiền não. Nghĩa là phiền não là một trạng thái của khổ. Còn lúc chúng ta tạo ác mà chúng ta chưa biết gì về Phật giáo, chúng ta chưa biết về giáo lý Đức Phật, chúng ta vẫn vui. Thì tại vì sao thầy phải kể câu chuyện với vị thấy? Thầy không có kể chuyện tốt của thầy, thật sự là không thấy nào tốt hết, nhưng mà thấy chuyện xấu nhiều lắm. Thì nghĩa là thầy đọc một con rắn chết thì thấy rất là vui. Bởi sao mình giết được con, mình cứ cảm thấy nó là giống độc. Thầy trong đầu của những người mà chưa hề biết gì tới giáo lý Đức Phật, chưa biết gì về là cấm sát sanh, thì thấy giết được một con rắn này, giết được một con bò cạp, giết được một con rết, quý vị cảm thấy sao? Y như mình loại đi một cái mối nguy hiểm cho mình và người thân mình vậy đó. Mình cảm thấy vui lắm. Đó là một chuyện. Còn ai thì ai lúc nhỏ từng đi ăn trộm trái cây nhà hàng xóm đâu, giơ tay thầy coi coi. Đó. Thì ai cảm thấy cái đó là phiền não đâu? Quý vị kêu là chưa à, kêu là đó. Lúc con làm ác mà con vẫn cảm thấy không cảm thấy vui. Thì đó, có phải là quý vị cái giới thứ hai Đức Phật nói là gì? Cấm trộm cắp. Nhưng mà ngày xưa lúc nhỏ sao? Vui lắm. Lấy được của ai cái gì đó thì vui lắm. Thì đó, thì thầy cũng có từng kể cho quý vị đó. Có nhiều lúc đó thầy nhảy. Thầy coi cái mic thầy mở cho thầy. Chưa. Thì quý vị á, nhớ không? Thầy hay kể quý vị đó. Thầy lúc nhỏ thầy đi đường á, thầy lâu lâu mà ở cái vùng quê chỗ thầy á, những cái năm mà cách đây chừng 20 năm là người dân miền Tây lên nó trồng nhãn nhiều lắm. Bây giờ thì bớt rồi. Cái nhãn lồng có biết mà không? Cái nhãn đó. Mà nhà thầy không có trồng. Mà xung quanh ai cũng có hết. Thì sao? Cứ tối mà đi từ nhà ra nhà ông nội thì vui lắm. Cứ nghe mùi nhãn mà thơm lên tới bắt đầu là vừa có thể ăn được là nhảy vào hái vai châm liếm. Nghĩa là hái nhà hàng xóm thôi, nghĩa là trên đường từ nhà ra nhà ông nội. Nghĩa là trên cái đường cách nhau khoảng 1 cây số vậy đó. Khoảng chưa tới hơn nửa mai một chút. Thì hái nhãn của người khác mà lúc nào cũng cảm thấy vui. Thì đó là cái kinh nghiệm của chính bản thân thầy thôi. Và quý vị cũng từng có cái kinh nghiệm đó. Quý vị bây giờ cảm thấy đó phiền não không? Chưa hả? Vui. Thì đó là nghĩa là đôi lúc bị người ta dí, bị người ta đánh nhưng mà vẫn vui. Ví dụ như đặc biệt là đi hái xoài của người khác đó. Bởi vì sao bữa trưa ai thấy không thèm? Thì con tuổi nhỏ, con nít thì ai cũng thích điều đó. Nhưng mà đó là một cái biểu hiện của chúng sanh tánh của chúng ta là sao? Tham của người khác mình không có nhưng mà vẫn thấy thì phải đi lấy của người khác. Thì bây giờ chúng ta học bài kinh này chúng ta có thấy đó phiền não không? Giờ nhớ lại cảm thấy là lúc đó sao mà u quá. Nhưng mà bây giờ mọi chuyện nó đã đi qua rồi đó. Nhưng mà bây giờ mà nếu chúng ta làm điều đó mà chúng ta vẫn còn cảm thấy vui đó thì là chúng ta đang đi ngược lại là dạy của Đức Phật. Nhưng mà nói vậy thôi. Nhưng mà chúng ta có thể là những cái thô chúng ta không còn, nhưng mà những cái vi tế chúng ta vẫn còn. Đôi lúc chúng ta đi qua nhà hàng xóm chúng ta thấy cái gì đó vui vui. Tức là đôi lúc nó không có to tát gì mấy. Ví dụ như trên đường đi về mình gặp cái ớt ngon, mấy cái rất chi là nhỏ. Hai trái ớt ngon là bẻ, đôi lúc là không có chủ nhà thì sao? Về nói lại. Thì nếu mà về nói lại là nó khác nào là chúng ta lấy rồi chúng ta mới xin không? Thì lúc đó giờ mặc dù ông chủ nhà cũng không uống rồi sao? Không lẽ nói là có cái chút xíu đó kêu là thôi đem trả lại tôi trái ớt. Nhưng mà cái hành động mà không có ai đó, tại bây giờ ở cái nhà bên đây thì đôi lúc nó không có rào đúng không? Thấy một cái gì đó vui vui chúng ta vẫn có thể lấy. Thì ai còn ở đó
vẫn cảm thấy vui. Bởi vì sao? Nay mình xin, mình mới qua đó mình vẽ được cái này ngon lắm. Mặc dù nó không lớn, nhưng mà đó là cũng là một cái góc của một chút xíu của tham nó còn vậy đó. Cái tham nó nuôi dưỡng bởi vì sao? Từ cái nhỏ đến thành cái lớn đó. Thì là tạo các gốc rễ ác, khởi lên các oán thù. Thì cái đầu tiên Đức Phật nói là tạo các gốc rễ ác, nghĩa là các cái gốc rễ ác đó. Chúng ta là người Phật tử thì chúng ta biết có những bao nhiêu cái. Chúng ta cứ nhớ là thập thiện nghiệp thì có, có thập ác nghiệp. Thì chúng ta nếu chúng ta làm 10 cái điều ác đó mà chúng ta vẫn còn cảm thấy vui, thì chứng tỏ là mình đang đi ngược lại lời Đức Phật dạy. Còn bây giờ nè, mình sát sanh, mình cảm thấy buồn, thì nghĩa là mình đang đi đúng con đường. Mình trộm cắp, mình lấy của ai một cái gì đó, mình cảm thấy buồn, thì chứng tỏ rằng là mình vẫn còn đang đi đúng đường. Là nếu mà mình lỡ lấy, còn bây giờ thì chắc chắn là sao? Mình không lấy. Bởi vì cái những cái ví dụ như là sát sanh, thì đôi lúc mình giờ mình có thể đụng, mình chết con kiến hay gì đó, thì nó quá nhỏ, mình cảm thấy mình không có thể kiềm chế được. Nhưng mà lấy của người khác, mình vẫn kiềm chế chưa được. Nghĩa là mình đang chưa sống đúng với lời dạy của Đức Phật. Còn cái giới thứ ba thì qua, thì đối với vị cảm thấy nó đã bắt đầu dễ rồi. Bởi vì từ bây giờ nên cảm thấy dễ hơn. Bởi vì tuổi mình cũng nhiều, mình còn nhiều bổn phận hơn, mình làm nhiều việc hơn, thì cái đó mình không có nói tới. Đấy. Nên đó là các cái gốc rễ này, những cái điều ác này là cái nguồn gốc của phiền não. Mình giết một con vật gì đó, mình bây giờ đối với Phật tử chúng ta bây giờ, mình lỡ làm chết một cái con gì đó thì sao? Mình không hề vui. Mình không hề vui. Thì đó là những cái gốc rễ ác và khởi lên các oán thù. Tại sao khởi lên các oán thù là phiền não? Ví dụ như là cái điều thứ nhất thôi, sát sanh. Chúng ta lỡ giết một con vật nào đó rồi thì sao? Oán thù nó cứ đổi qua đổi lại. Trong kinh Pháp Cú có câu chuyện là oán thù, cái nghĩa là oán thù mà gọi là cứ là trả rồi vay, vay rồi trả liên tục. Là chúng ta luôn luôn nhớ tới trong kinh Pháp Cú có một câu chuyện đó là bà vợ lớn và bà vợ nhỏ. Trong lớp mấy ai nhớ? Nghĩa là sao? Trong kinh Pháp Cú có câu chuyện như thế này. Có một ông ở một cái gia đình đó, là cái hai vợ chồng và bà vợ lớn là không thể có con. Thì mới đáng lẽ là không có con thì sợ chồng mình sao đi lấy vợ nhỏ, thì bà này mới chủ động đi cưới vợ nhỏ cho chồng. Thì khi cưới được người vợ nhỏ về cho ông chồng để làm gì? Để là có con có cái cho gia đình. Nhưng mà bà vợ lớn này khi mà đã có người vợ, cưới được người vợ thứ cho chồng rồi thì sao? Sợ mất cái vị trí, nên đó là vẫn chăm sóc người em rất là nhiều. Nghĩa là chăm sóc cái người vợ thứ cũng nhiều lắm. Nghĩa là ngoài mặt hình như là không hề có chuyện gì xảy ra, nhưng mà dặn với người vợ nhỏ rằng là như thế này: khi nào mà em có thai thì báo cho chị biết. Thì người em cảm thấy là chị lớn lúc nào cũng thương mình, quý mình, thì rất là thật thà. Khi mà vừa có thai thì sao? Báo cho chị. Thì bà chị lớn vẫn chăm sóc ân cần, nhưng mà bà ta âm thầm bỏ thuốc vô trong cái trong đồ ăn thức uống. Thế là sảy thai một lần, hai lần, ba lần. Và cái người vợ ấy, thứ này mới nói chuyện với người hàng xóm hay là với một người này thuốc gì đó, thì người này mới nói rằng lần sau nếu có đó thì sao? Đừng có báo, đừng báo cho người vợ lớn. Thì người em, người vợ thứ này vẫn làm như thế. Và để đến lúc mà cái thai đó có thể nhìn thấy được, thì cái bụng nó có thể thấy được, thì ít nhất cũng tới tháng thứ tư, thứ năm rồi. Lúc đó các bạn không thể nào phá được nữa. Và lúc đó người vợ cả vẫn làm như thế, vẫn âm thầm bỏ thuốc vào trong thức ăn.
thì sao? Chết cả hai. Đấy, nhắc tới đây mà vẫn còn nhớ, chưa nhớ bài kinh pháp nào. Không học kinh pháp cú. Chúng ta học tức truyện pháp cú. Đã bảo là à, sống trong một nhà quý vị kia biết đó là cái gì? Sao mà đề phòng được? Sống trong chung một nhà mà người ta bỏ thuốc vô chỗ nào thì nghĩa là cái thuốc đó chỉ có tác dụng với ai? Với bà bầu thôi. Đấy, có tác dụng với bà bầu thôi. Thì bỏ chung với cho cả nhà ăn đi. Có ai bị gì không? Không ai bị gì hết rồi. Nên nó là quý vị chưa kể đây, ngưng bài kinh chút kể cho quý vị nghe cái thế này. Quý vị biết đó là có một cái loại cây, người ta gọi là cái cây thuốc cá thì biết không? Thì ai mà ở quê thì sẽ biết cái đó. Thầy thật sự thầy cũng biết đó, thầy chỉ biết là có cái loại cây đó. Là sao? Bỏ xuống dưới nước á, là dò nước đó ra, đổ xuống cái hồ nước đó thì chỉ có cá chết mà tôm không chết. Đó là dành cho những cái người nào mà ở dưới miền Tây mà nuôi tôm thì chắc chắn sẽ biết cái loại cây đó. Thì đấy, thì cũng kiểu như trong cái nhà này vậy đó. Thì bà vợ lớn cho cả nhà ăn cái loại thuốc ăn, nghĩa là bà ta đâu biết là cô em này không cách nào mà đề phòng được hết trơn á. Người nghĩ sao đề phòng? Thế là người ta trộn cái đó chỉ có tác dụng với người có thai thôi. Thì trộn vô cả nhà ăn luôn đi. Thì cá chết chứ tôm không? Không chết thì giống vậy đó. Cũng như là mình biết thuốc diệt cỏ mà đúng không? Thuốc diệt cỏ mà bây giờ dưới quê có thuốc diệt cỏ cho lúa đó. Cỏ chết mà lúa không chết. Đó thì thấy hay không? Đó là một thì cái kiểu thuốc này nó cũng như thế. Thì nghĩa là bây giờ tới tháng thứ năm thì xong. Chết cả hai, bởi vì lúc đó mà phá thai thì nó quá trễ rồi. Thì chết cả hai người. Thì lúc này á là trước khi chết thì sao cái người vợ nhỏ này á mới thề rằng tôi sẽ trả thù. Chẳng là cái hận nó cao quá, bởi vì giết con bà ta thì bây giờ giết luôn con, thì giờ bây giờ giết luôn luôn mẹ. Cái hận nó rất là lớn. Thì khi bà này chết thì tái sanh làm con gì? Con gì? Nói học rồi à, nhớ chưa? Nhớ rồi. Trong bài kinh đó thì nói vậy, hóa thành con mèo trong cái nhà đó. Nhớ không? Con mèo trong cái con chuột. Hóa thành con mèo ngay trong cái nhà đó. Đó. Thì khi bà vợ lớn á thì cũng chết. Khi bà vợ lớn chết thành con gì? Thành con gà. Thì đó mới nói là học kinh nhớ tỉ lắm mà hỏi nhớ chưa là tới đây nhớ chưa là nhớ rồi. Thì đó là hóa thành con gà. Thì khi con gà mà nó đẻ ra thì sao? Đẻ ra trứng thì con mèo nó ăn trứng lần 1, lần 2, lần 3, lần 4 thì sao? Nó không ăn trứng, không những ăn trứng mà ăn cả con mẹ luôn. Đấy, thì lúc này khi con gà mẹ nó chết, trước khi chết nó cũng phá cái lời thề độc y như là cái bà vợ nhỏ lúc trước đây vậy đó. Rồi sao nữa? Giờ đây là giờ hai con nó tái sanh thành con gì đây? Hy vọng là từ bữa nay mình sẽ cố gắng nhớ bài này. Bởi vì khi mình muốn kể cho người khác nghe một cái câu chuyện gì về nhân quả xa lạ thì quý vị không cần kể một cái câu chuyện gì mà nó cao siêu hết, mình cứ kể câu chuyện này. Đầu câu tới đây là cái đời thứ ba rồi. Thì cái người cái con gà mái á, lúc nó chết đi á, nó hóa thành một con báo và con beo. Đúng rồi, nhớ chưa? Chưa nhớ rồi, giờ đâu dám nói nhớ. Chưa học luôn hả? Chưa nghe câu kinh này luôn hả? Thì giờ con mèo có quá là con gì nè? Con mẹ thì trả lại con người sẽ chứ nghĩa là con thì nó là con thì cái con này thì sẽ thành con kia. Thì bây giờ con mèo á khi nó chết đi á nó sẽ trở thành một con nai, nhớ chưa? Đó đã trở thành con nai. Tại vì nghĩa là cái con mà đời trước nó ăn con khác á thì giờ nó trở thành con bị ăn.
Con bị ăn thì trở thành cái con ăn thịt. Thì cái con mẹ, con gà đó, nó thành thành con báo, con beo. Con báo hay con beo gì đó. Thì hai con của anh em với nhau không mà không sao. Thì cái con mèo đó, nó chết thành con nai. Và khi con nai nó đẻ ra được một cái người đứa con đầu tiên á, một cái con nai đầu tiên á, tay con á, thì bị con beo nó ăn thịt, báo ăn thịt. Thì một lần, hai lần, và tới lần thứ ba, thứ tư gì đó thì nó ăn luôn cái con nai đó, ăn luôn con mẹ đó. Thì vì thấy nó vay trả vay nó y như vậy đó. Và khi mà cái con nai này nó chết, nó cũng hận và nó phát nguyện khác lên nữa, nó phải trả thù, phải trả thù. Và đời cuối cùng này, đời này nó cuối cùng này làm gì? Thở xong mới xong được beo chứ thầy. Thì đó, thì cái đời thứ tư này là thầy nói là đời thứ tư là đời cuối, là đời này hết làm con rồi đó. Thì cái con nai hóa nó đời sau của nó thành con quỷ già sao. Một cái loại ăn thịt, một loại phi nhân, đó là già xoài. Còn cái con beo á, bây giờ tái thanh lại gì? Một người phụ nữ. Thì đời này lại đỡ thành làm người. Và khi cái người này sanh con ra đó, thì sao? Làm sao quỷ già xoài ăn thịt đây? Đấy. Thì chúng ta đọc cái câu chuyện, ta kể cho phải có hợp tình hợp lý. Đức Phật dạy bài kinh nó hợp tình hợp lý lắm. Thì cái người phụ nữ này khi mà mới sinh con ra thì đang nằm ở trong buồng đó, trong phòng sanh đó. Thì con dạ xoa này nó hóa ra một cái người bạn của người này tới thăm cái cô này. Và khi thăm á thì xin ẩm đứa bé. Và khi vừa ẩm đứa bé lên thì sao? Nó xé ra nó ăn thịt ngay đúng không? Chứ nó không ẩm đi. Tại vì sao? Cái này là nhân quả. Nhân quả nó trả vay trả. Nó làm sao cho con này cảm thấy cái cảm giác đau đớn vì mất con. Còn nếu mà ẩm đi một cái thì sao? Cái sự đau đớn nó không có gì là, không có gì đáng để nói, không có đáng để nói mấy. Nghĩa là mặc dù là mẹ rất là thương con, nhưng mà cái sự đau đớn như thế nó vẫn chưa đủ cái sự hận thù của hai người này. Nên quý vị nào mà có coi phim nhiều á, thì cái đó là nói gì? Sống không bằng chết. Quý vị cho quý vị chết cái đùm, khỏe không? Đó. Nhưng mà cái kẻ thù quý vị nó không muốn quý vị chết nhanh như thế. Nó làm cho quý vị chết từ từ mà sống mà còn hơn là chết, chết sướng hơn. Đó. Thì cái con dạ xoa này nó làm trả thù cũng kiểu như thế. Nó bắt ra và nó xé cái đứa con nó ăn thịt trước mặt cô này này. Và rồi lại tới lần thứ hai cũng cái kịch bản như thế, nhưng mà nó hóa ra một người bạn khác. Lần thứ ba cũng như thế. Và lần thứ tư sao? Chúng ta khi mà có đứa con đó thì cũng sợ là quỷ dạ xoa nó theo nó bắt, thì mới lúc đó là quỷ dạ xoa nó cũng theo. Nhưng mà hai vợ chồng ẩm về gần tới tinh xá của Phật thì cái người chồng mới nói là để đứa con đó, để người vợ xuống rửa mặt cho mát mẻ, thì con quỷ dạ xoa nó cũng tới. Thì hai người sợ quá chạy vô tinh xá của Phật. Nghĩa là nó gần này, cũng như thế đó. Nghĩa là lần thứ tư thì khi sanh đứa con ra thì con quỷ dạ xoa này nó cũng dí nó bắt như thế vậy đó. Nó dí nó bắt như thế. Thì mấy người này mới chạy vào cái tinh xá để xin Đức Phật cứu. Thì lúc này Đức Phật á, thì cứ thật sự con quỷ dạ xoa này thì nó không dám tới gần. Những bậc cái đức từ của Đức Phật thì không có cái chúng sanh nào hận thù có thể vượt qua cái ranh giới được hết. Thì đến bây giờ Đức Phật mới kể lại cái câu chuyện nhân quả đó, về những cái đời đó. Thì lúc này mới là giải tỏa đi cái oán thù giữa hai con người như thế. Và giờ sao? Cái đó hết câu chuyện chưa? Chưa. Sao nữa? Thì đó, thì cô vợ đó thấy quỷ vô sợ quá, ôm con lại kêu Phật cứu giùm. Thì Phật mới nói là bây giờ con cứ đưa cho con quỷ nó bọc đi. Cái cô vợ sợ quá,
sợ nó ăn thịt nữa, cái Phật nói là nó không có ăn thịt nữa. Hai chuyện. Dạ. Rồi hả Đức Phật? Rồi con dạ xoa này nó quy rồi. Bởi vì nó khi nó quy Đức Phật rồi, mà nếu mà không cho cái nó ăn cái gì hết thì nó không sống. Thì Đức Phật mới nói là sao? Đức Phật mới kêu nói con này là mang con này về, mang quỷ về sao vậy nè nha, cho nó ăn cơm, cho nó ăn những cái gì vậy nè, y như là quý vị là thí thực cho nó ăn vậy đó. Nên quý vị kêu là kinh Nam Truyền không thấy à, là thí cho phi nhơn gì hết, nó không ăn được. Quý vị thấy ở trong cái bài kinh này rất là hay, là Đức Phật kêu là sao? Là khi bây giờ đã giải tỏa án thù rồi mà không cho con này ăn thì nó ăn cái gì đây? Nó quy Đức Phật là ăn gì? Không cho nó ăn thì nó sống bằng cái gì? Thì đó Đức Phật mới nói là à, cái người phụ nữ đó, gia đình hãy chu cấp cho con dạ xoa này. Thì mới là cho này về ở đâu? Ở trên cái đoàn dông á. Thì quý vị thấy trong cái bài kinh này nó rất là ly kỳ, nó giống rất là giống với những cái tư tưởng nhân gian của chúng ta là sao? Ở trong cây, nó có thọ thần hoặc là những cái phi nhân ở trong đó. Thì bài kinh này như thế nào? Nó là cái con dạ xoa này nó sẽ ở trên cái cây đòn dông của cái nhà này. Mà nhà này thì nhớ là như là làm cái nghề gì đó, mà nó con dạ xoa này nó sợ là đụng nó, nên cuối cùng là nó sinh ra ở một cái chỗ khác, và hàng ngày cô này đem đồ ăn tới thì do con dạ xoa này nó ăn, thì lúc đó nó mới giải tỏa được oán thù đời này và đời kia. Thì chúng ta quay lại cái bài kinh, thì gốc rễ ác nó gây lên phiền não là như thế. Nếu chúng ta nghĩa là tóm lại đó là loài phi nhân nó có thể ăn được nhiều thứ, nhưng mà tóm lại là quý vị có thể ăn thịt không? Có. Quý vị có thể ăn rau không? Có. Nhưng mà có nhiều loài nó chỉ ăn thịt, nhưng mà nghĩa là ở đây Đức Phật đưa ra cái hình ảnh như thế thì chắc chắn rằng là cái loài này nó có thể ăn một cái thứ khác. Bởi vì á, đôi lúc á là nếu chúng ta nhìn nhận một cái rõ ràng thì nó là phi nhân, nó ăn bằng gì? Thật sự nó ăn bằng tưởng nhiều hơn là, chứ còn biểu chúng ta ăn nó dùng những cái vật thực của chúng ta thì thật sự nó không giống như thế. Nhưng mà bởi vì sao con dạ xoa này nó ăn những người con của ông kia, cô kia, bởi vì nó trả thù những cái điều như thế. Và trong kinh Nam Truyền là có rất nhiều là loài phi nhân nó có thể ăn thịt của những loài khác. Bởi vì sao? Đó là cái sự hận thù, nó là phi nhân bởi vì nó có rất là nhiều cái hận thù trong đó. Chúng ta hay dùng từ dân gian là cái gì? Là những loài quỷ dạ xoa. Nên chúng ta, người dân gian chúng ta mà cứ nghe chữ quỷ là sao? Sợ. Đó. Thì bởi vì không phải gì đâu xa lạ, bởi vì chúng ta đọc những bài kinh Nam Truyền, đọc kinh Pháp Cú đi, vì sẽ thấy những điều như thế. Cái câu chuyện chúng ta hôm nay chúng ta đọc kinh Tăng Chi mà chúng ta kể Pháp Cú nhiều quá. Thì trong kinh Pháp Cú nó một cái câu chuyện á, là khi mà thời Đức Phật còn làm Bồ Tát, ngài dẫn đoàn đi buôn, dẫn 500 cỗ xe đi buôn, thì có một cái trong cái nơi ngài ở cũng có một cái người khác cũng làm nghề đi buôn, cũng có 500 cỗ xe chuẩn bị đi buôn. Thì hai người này nếu mà đi chung một lúc thì sẽ không có cỏ ăn, không có nước uống. Thì hai người mới bàn với nhau rằng là coi ai đi trước ai đi sau. Thì anh kia là sao? Anh dành đi trước. Tại vì sao anh đưa ra cái lý gì? Anh lý như thế nào để đi trước? Anh kêu à, anh đi trước thì sẽ anh được đàn bò, đàn trâu của anh nó sẽ được ăn những cái lá cỏ chưa bị ăn qua. Rồi sẽ buôn bán cho được những cái người khách hàng mới chưa mua cái gì, họ sẽ có nhiều cơ hội để bán nhiều đồ họ. Và uống nước thì sao? Uống nước sạch hơn chưa bị giảm đạp. Thì nhưng mà khi đó Bồ Tát thì lại nghĩ tới một hướng khác, à, đi trước, à, ăn cỏ rồi, trâu của người ta ăn cỏ rồi, thì trâu mình đi sao là sao? Trâu bò lạc đà của mình đi sao là sao? Nó sẽ ra cái cỏ mới non hơn. Đó mới gọi là học bài kinh, sao thấy những điều như thế. Mình phải kể sao cho nó, đôi lúc đó là chúng ta có thể kể sao mà cho người khác nghe nó hấp dẫn vậy, chứ kêu à, đi sau có đồ ăn thì giống tư tưởng con kia rồi. Thì đó, chúng ta học bài kinh thầy hay là thầy lúc thầy kể chuyện thống nào thầy kể mệt hết trơn á, thầy hay dừng lại để xong khi nào quý vị đọc qua, quý vị gặp một cái chuyện, quý vị kể câu chuyện thì sẽ thấy cái cách kể chuyện của thầy thì sẽ nhớ nhiều hơn.
chứ còn kể cái lèo qua mất câu chuyện. Còn đây là vậy, tại sao cái người đi sau á thì cái cỏ con bò nó ăn trước, thì cỏ thì lúc đó là cái cỏ nó ăn xong là ăn cái cỏ già, thì cái chỗ đó nó sẽ mọc ra cái cỏ mới, chứ không phải là cái cỏ nó chết. Cái cỏ như cái cây như rau bị cắt qua rồi xong, cái khác mới cắt cái đĩa nó mọc rau lâu hơn. Chứ nếu quý vị ai trồng rau thì sẽ thấy để mà chừng tháng mà không cắt thì sao, nó già nó ghê luôn. Thì cái đàn gia súc kia đi trước nó ăn, thì sau đó nó mọc lên cỏ mới lâu hơn. Thì đúng như thế, đó là như vậy. Và cái đoàn đầu tiên đi á, đi tới sa mạc thì gặp cái loài gì? Gặp quỷ dạ xoa đó, cái loài phi nhân. Cái câu chuyện nó như thế, nó từ cái thành dạ xoa của nó đi ra, nó hóa hiện ra là nó đem nó dẫn những cái đàn trâu mọc nước vậy đó, trên thân những con nó thì ướt dính đầy bùn, còn trên đầu của con dạ xoa thì nó đeo những cái hoa sen hoa súng xanh nữa, nó còn đang nhỏ giọt nước. Thì nó nói với cái người thương buôn đó đầu tiên rằng đằng trước là một cái cánh rừng, đằng trước là cánh rừng có rất là nhiều hồ và có rất là nhiều nước, hiện đằng kia trời đang mây mưa. Thì nó chỉ đằng kia là nó với cái khả năng của nó, phi nhân nó có cái thần thông, nó hiện ra mây sấm chớp rồi đùng. Thì nó nói người này sao không quăng bớt những cái ghè nước đi cho trâu bò đi, cho nhẹ đi cho nhanh. Thì cái người đầu tiên cảm thấy sao có lý quá, còn chút xíu tới nước rồi thì giữ cái nước lại làm gì, đập sạch hết những cái ghè nước của mình đi. Thì đi hoài tới nửa đêm, tới chiều tối vẫn chưa thấy, thấy rừng đâu, chưa thấy nước đâu. Và cuối cùng phải dừng lại để tối đêm mà đã ngủ mệt quá rồi. Và lúc đó thì mệt lả người, không có nước uống. Thì lúc đó con quỷ dạ xoa nó từ thành dạ xoa của nó đi tới thì sao? Nó tém gọn hết. 500 cỗ xe, làm có là 500 con bò, con trâu gì đó. Và đoàn tùy tùng là đi hết. Đó. Thì khi đúng một tháng sau khi đoàn này khởi hành thì cái đoàn xe của Bồ Tát đi mới bắt đầu đi. Và khi ngài đi thì cái con dạ quỷ dạ xoa đó cũng sao? Nó cũng cùng một kịch bản đó, nó dụ. Và lúc này á, những cái người trong đoàn đó cũng cái thôi đập hết đi. Và lúc này Bồ Tát nói là sao? Các ngươi có bao giờ nghe trong cái sa mạc này nó có nước chưa? Các ngươi có từng nghe trong cái sa mạc này có nước chưa? Chưa hề nghe ai kể rằng trong cái sa mạc này nó có nước hết trơn. Thì lúc đó là hãy giữ nước đó, khi nào thấy nước đi rồi hãy đập. Đó là chúng ta sẽ thấy được một cái điều ở trong đây. Trí tuệ nó quan trọng cái chỗ đó. Còn đôi lúc mà chúng ta mà cứ nghe người khác mách xong là chưa gì là xong, bỏ hết rồi. Mới nghe người khác mách nơi đó có cái này có nọ kia là lo. Chưa có cái mới là liền cái cũ rồi. Chưa có cái mới là liền cái cũ rồi. Thì cái câu chuyện này như thế. Và cái kịch bản nó không thể diễn ra. Và khi đến tối thì Bồ Tát gặp đúng cái đoàn xe của đoàn xe trước cách đây một tháng. Thì lúc này sao? Người ngựa đổ chết hết, trâu bò chết hết, cuối cùng cái gì? Còn lại xương trắng và 500 cỗ xe. Thì cuối cùng sao? 500 cỗ xe này nhập vô trong cái đoàn này luôn, đi qua bên kia buôn, đi bán, kiếm tiền về. Thì cái đời đó Bồ Tát chỉ là một người đi buôn thôi, nhưng mà với trí tuệ của Ngài có thể cứu cả một cái đoàn người và xe. Thì ở đây đó là thầy nè, tại sao kể về kinh này? Thì thấy rằng trong kinh Nam Truyền, Đức Phật vẫn có thể nói lên rằng những cái loài phi nhân có thể ăn những cái vật phẩm của con người. Nhưng mà tại sao quý vị hỏi là nếu mà chúng ta nó ăn thịt mà mình cứ cho nó ăn chay sao nó ăn? Nhưng mà đây Đức Phật phải thấy sao? Đức Phật cảm thấy là Đức Phật biết được rằng nó có thể ăn cháo lỏng, có thể ăn những cái thứ khác, Đức Phật mới nói như thế. Đức Phật chỉ nói là đừng có cho nó, đừng có sát sanh thôi. Nhưng mà bởi vì là trong Nam Truyền vẫn có tám tịnh nhục, thì đôi lúc nấu cháo với thịt nó vẫn ăn bình thường, vì đừng có giết để nấu thôi. Chúng ta quay lại bài kinh, nghĩa là những cái pháp ác là nó cái gốc của phiền não. Hồi nãy giờ chúng ta chỉ nói tới cái vấn đề sát sanh thôi, còn những điều khác chúng ta nói cái điều ác. Ngày xưa chúng ta chưa biết về Phật giáo, chúng ta chửi lộn chúng ta vui không?
Ờ, gái nó vui lắm. Nghĩa là sao? Chửi mà gặp á là chửi chỉ cần thắng người khác thôi. Nghĩa là chửi mà thua á thì không ai vui hết trơn á. Nhưng mà cãi lộn á, ví dụ như là mình với ông chồng thì không nói hay sao lạ hết trơn á. Mà lâu lâu ông chồng mà nó ổng xuống nước cái là xuống nước mình mà lên trên cơ cái là kêu là mình thắng ông cái là mình thấy mình vui rồi. Ngày xưa hay ở nhà có anh chị em đâu, ai cũng có hết. Thử mà ngày xưa hai chị em gái mà gần nhau á, lỡ có chuyện gì bất đồng ý kiến mình cãi mà thắng coi ai nói không vui. Như thầy là những anh em trai trong nhà, anh em trai không, ví dụ như là ngày lúc nhỏ thầy anh em trai hiếu động lắm, ngày em trai cách thầy 3 tuổi mà lúc nhỏ còn ở nhà cha mẹ thì làm rẫy thì nó có cây cối nhiều lắm, cứ đang dãy cỏ đã rồi mệt hai thằng ngồi lại giỡn, mỗi thằng cầm cây lên đánh nhau đùng cái là giỡn, mà nghĩa là cái kiểu mà giỡn kiểu nít vậy đó, cầm cái cây nó cỡ như cái ngón tay út vậy này, nó nhỏ nhỏ thôi, quốc mệt chứ còn mình quýnh đến trúng người ta cái sao vui. Thì đó là phải cái đó là do bởi mình cảm thấy là mình không thấy được đó là tội lỗi thì mình vẫn thấy vui, bởi vì mình đánh người khác được cái mình vui. Nên là có những lúc á sau đó có hối hận là bởi vì sao mình có thể đánh trúng em mình, nó làm bị thương nặng nữa kìa, bị thương nữa là lúc mình cầm đường chọi vẫn bị trầy tay trầy chân, lúc đó mình mới hối hận, chứ còn biểu mà cứ quýnh trúng nhẹ nhẹ mình vẫn thấy vui. Bây giờ quý vị mà nếu mà chưa học Phật pháp, quý vị nóng ai lên, quý vị cãi lộn mà chỉ cần thấy à mình cãi đúng, mình cảm thấy mình có lý và mình thắng người ta, người ta yêu người ta nhịn, cuối cùng mình vẫn cảm thấy vui bình thường, thì đó là mình không thấy cái gốc rễ của ác là phiền não. Còn ở đây hôm nay chúng ta học bài kinh này, Đức Phật nói tạo các cái gốc rễ ác đó là nguồn gốc của phiền não, thì ngược lại là gì? Phải tạo các cái hạnh lành. Đức Phật nói là không tạo các hạnh lành cũng là một cái phiền não. Cũng là một cái phiền não. Bởi vì sao? Chúng ta không làm gì hết, chúng ta nghĩ là đó là được rồi. Nhưng mà Đức Phật nói tạo các gốc rễ ác là phiền não, nhưng mà không tạo hạnh lành cũng là phiền não. Tại sao? Bởi vì á không có đôi lúc đó, có một điều là vô ký, là không làm gì hết, không làm gì hết. Thì đây Đức Phật đã nói đầu tiên là mình tạo các điều ác, thì ở đây Đức Phật tạo tới cái thứ hai, đó là trung tính, là không làm gì hết, không làm ác, không làm lành luôn. Thì tại sao thì thầy mới hỏi việc tại sao là gốc của phiền não? Đáng lẽ là trung đạo là tốt rồi đó, không ác không thiện, nhưng mà tại sao Đức Phật nói không tạo hạnh lành các gốc đức là nguồn gốc của phiền não? Nó như thế này này, chúng ta giải thích như thế này chúng ta sẽ thấy nó rất là rõ. Quý vị có 100.000 trong túi, mỗi ngày quý vị đi làm, quý vị một tháng quý vị tạo ra được 3.000, đi làm được 3.000, đúng không? Nhiều không? 3.000 là nhiều đi, thì quý vị có tiền quý vị mới xài được. Còn bây giờ tháng này quý vị không đi làm nhưng mà quý vị vẫn xài tiền thì sao? Phiền não không? Thì cái đời sống của con người cũng như thế. Không tạo hành lành là gì? Ăn cháo nguội. Quý vị nhớ câu chuyện ăn cháo nguội hay kể quý vị nghe đúng không? Đấy, thì nếu quý vị không tạo những cái hạnh lành, không tạo các gốc đức, thì đó là nguồn gốc của phiền não. Bởi vì quý vị hiện tại ở đây, chúng tôi cũng ở đây, không ai biết mình có bao nhiêu tiền trong túi hết. Đây, tiền thì không nói là vật chất thế gian, thì nói là như là chúng tử tiền là cái gì? Nó là như là những cái phước báo hữu lậu của mình đó. Quý vị không biết mình có bao nhiêu hết, đúng không? Chúng tôi và quý vị không ai biết mình có bao nhiêu hết, mà mình cũng dừng chân tại chỗ, mình không làm gì hết, thì sao? Thì chắc chắn nó sẽ hết, thì nó xói mòn, thì phiền não tới. Thì cũng như là cái bà Vi Đệ, cái bà ngoài Vi Đệ, mà cái bà con dâu, bà nói là ông bố chồng đang ăn cháo cũ, cháo nguội ăn càng ngon chứ đâu sao đâu, cháo cũ, cháo của ngày hôm qua. Thì đó, quý vị thấy rằng
không tạo các gốc, là không tạo các việc lành, thì chắc chắn phiền não nó sẽ tới. Đấy, thì hôm nay chúng ta học bài kinh này, chúng ta sẽ dừng tại đây. Và bài kinh này sẽ là một trong hai bài kinh chúng ta kiểm tra. Thầy nhớ lúc đầu vô thầy nói rồi mà ta. Và thêm hai bài nữa. Thêm hai bài nữa. Quý vị muốn kiểm tra, chúng ta sẽ có một trong ba bài hay là hai bài. Hai bài này cũng ngắn. Và thầy sẽ giới hạn cho quý vị thêm một bài nữa, đó là trong cái bài kinh số 8 và bài kinh số 9, niệm thân và niệm chết. 8 và 9. Nhớ trang mấy không? Bài niệm thân là trang 58. Bài niệm thân là trang 56. Bài niệm chết là trang 58. Đó. Chúng ta chỉ cần 3 bài nữa, 4 bài đó. Quý vị về đọc kỹ thôi. Thân, bài niệm thân, bài niệm chết, bài niệm nhẫn lực và cái gì? Và tư duy lực. Nhẫn lực và tư duy lực. Và bài hôm nay 4 bài. Thì chắc chắn là như thế đó. Nhưng mà quan trọng là quý vị làm cái gì trong một trong 4 bài đó. Chứ không phải là giờ quý vị chọn đi thì cứ chọn thoải mái không sao. Nhưng mà quan trọng là cái đề này ra như thế nào thôi. Thì trong 4 bài kinh này thầy hy vọng rằng là quý vị hãy viết theo cái sự hiểu biết của mình thôi. Không cần viết nhiều. Viết được nhiều thì tốt. Mà đôi lúc không cần viết nhiều. Thì thầy hãy cho quý vị chọn một trong 4 bài này để làm. Quý vị cứ yên tâm. Không sao hết. Cái bài nhẫn lực, tinh tấn lực chúng ta mới học vừa tưởng nhẫn lực và không phải nhẫn lực và tư duy lực chúng ta mới vừa học tuần trước. Đó là cái bài trang 220-226. Đó. Thì chúng ta cố gắng về chúng ta đọc để chúng ta hiểu thêm những bài kinh này. Đó là những bài kinh rất là hay. Và đôi lúc quý vị không có thể không chọn mà thầy sẽ chọn cho quý vị thẳng một bài luôn. Cũng có thể, nên về đừng có học tủ. Thầy nói thầy đang cho quý vị 4 bài. Có thể là chọn một trong 4 bài. Mà đôi lúc cũng có thể là thầy cho quý vị một bài còn. Và cái theo bài của thầy chọn. Theo bài thầy chọn. Đúng rồi. Và quý vị cứ biết, theo cái sự hiểu biết của mình. Quý vị đừng có gọi là áp lực về kiểm tra quá. Mình phải hãy biết theo cái sự hiểu biết của mình. Để mình cảm thấy rằng là khi bây giờ coi như là mình chưa học gì luôn đi, mình chưa học bài kinh đó luôn, bây giờ đưa ra cái bài kinh như thế, quý vị phân tích như thế nào, để coi thầy thấy rằng quý vị có cái sự thay đổi. Trong 4 năm qua quý vị học có được nhiều thay đổi như thế. Thứ tư tuần sau. Đúng rồi. Thầy mong rằng tất cả quý vị tuần sau, tuần này đáng lẽ là tuần trước là tuần của thầy, mà thầy đổi với thầy Minh Trọng. Thì đáng lẽ là tuần này là tuần của thầy Minh Trọng, nhưng mà thầy đổi lên. Và tuần sau là chính xác là tuần của thầy. Đúng rồi, thứ tư tuần sau. Biết dài biết ngắn đối với thầy không thành vấn đề. Quan trọng là quý vị hiểu biết là được. Thầy cầu mong quý vị luôn luôn an lành trong giáo pháp của Đức Thế Tôn A Di Đà Phật. Ra cái ai cũng xôn xao. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học phần đạo vô thượng thệ nguyện thầm. Thank you.
Thank you.